Mùa mưa bão của nước ta thường xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm. Nuôi cá trong mùa mưa bão được xem là lĩnh vực hứng chịu nhiều rủi ro nhất với hàng loạt sự cố có thể xảy ra như tràn bờ, cá bị sốc do môi trường thay đổi đột ngột do ngộ độc khí. Nếu người nuôi không có biện pháp ứng phó phù hợp, thiệt hại xảy ra vô cùng lớn. Mưa bão, gió giật mạnh và lũ lụt, tất cả làm ảnh hưởng trầm trọng tới ngành nuôi trồng thủy sản, phá hủy lồng bè, ao nuôi, gây thất thoát thủy sản, gây biến động môi trường nước nuôi, khiến cá bị chết, giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho nhiều loại mầm bệnh tấn công. Khi mưa to, bờ bao thường sạt lở, đất bị rơi xuống ao hồ, vừa làm đầy, vừa gây đục ao. Để giảm bớt thiệt hại, bà con nên trồng cỏ xung quanh bờ để giữ đất. Mức bờ luôn phải cao hơn mức nước 0,5m để giữ an toàn, đề phòng tràn bờ, vỡ bờ, thất thoát thủy sản. Nếu không đắp bờ bao cao đạt mức yêu cầu, bà con luôn chuẩn bị sẵn lưới dự trữ để thấy dấu hiệu mưa bão về thì trăng lưới quanh bờ, ngăn chặn việc cá thoát ra ngoài ao nuôi. Độ pH phù hợp nhất trong ao nuôi là từ 6,5 đến 7,5, nhưng khi gặp mưa, độ pH gần mặt sẽ giảm đột ngột, trong khi độ pH tầng đáy giữ nguyên. Khi độ pH giảm thì cá sống ở tầng mặt sẽ bị ảnh hưởng, cá sống ở tầng đáy khi ngoi lên ăn cũng sẽ bị sốc. Nếu không xử lý kịp thời, ao nuôi dễ gặp tình trạng chết hàng loạt. Trước mỗi trận mưa, bà con nên rắc vôi quanh bờ ao. Vôi bột có chức năng giảm độ axit trong nước mưa, cân bằng độ pH của nước ao hồ. Làm như vậy, bà con có thể tránh được tình trạng cá bị sốc khi độ pH của nước thay đổi. Nếu bà con không kịp giải vôi trước ngày mưa, thì sau ngày mưa, bà con phải bón vôi với liều lượng 2kg vôi trên 100 mét khối nước bằng cách hòa tan và tưới đều quanh ao. Sau khi bón vôi 2 đến 3 ngày, bà con dùng BKC hoặc iodin hoặc thuốc tím hoặc TCCA khử trùng môi trường nước cũng như tiêu diệt hết mầm bệnh trong ao. Nước mưa kéo theo chất thải từ trên bờ xuống, kéo theo chất thải đã lưu cữu lâu ngày và thức ăn dư thừa có sẵn trong ao sẽ làm tăng nhanh lượng mùn bã hữu cơ, khí độc gây ô nhiễm nguồn nước nuôi. Khi đó, ao nuôi cần một hàm lượng oxy lớn để phân hủy các mùn bã hữu cơ. Bà con tăng cường các máy quạt khí, sục khí oxy để đẩy các khí độc dưới đáy ao ra khỏi mặt ao, làm cho khí độc đó giảm để tránh ảnh hưởng đến cá. Ngoài ra, bà con có thể bón các chế phẩm sinh học để hấp thụ khí độc và đẩy nhanh quá trình phân hủy của mùn bã hữu cơ trong nước. Cùng với các biện pháp xử lý khẩn cấp, bà con cần chăm sóc, nuôi dưỡng cho cá ăn đủ lượng, đủ chất, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cá. Đặc biệt, bà con bổ sung những vitamin, khoáng vi lượng và men tiêu hóa vào khẩu phần ăn của cá để cá phát triển khỏe mạnh, tăng sức đề kháng để chống chịu với những ảnh hưởng của thời tiết. Đối với những ao đầm mà thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm, bà con chủ động thu hoạch trước mùa mưa bão để đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro. Bà con cần luôn luôn cập nhật thông tin dự báo thời tiết để có những biện pháp chủ động, phòng tránh kịp thời.